Dạ ông, bên em xin chào bà con nhé. Thì hôm nay là em tách cái tổ đây cách khoảng tầm 15 mét này các bác này. Đấy, tách từ đây vào đến trong vùng chuối kia các bác ạ. Đấy, vào trong vùng chuối. Đấy, đấy thì là em tách cái tổ này ra. Đấy, cách khoảng 15 mét. Thì bây giờ là em cái tay của anh mặt đằng kia đấy. Thì là cách 15 mét thì bây giờ là lúc nãy là em tìm chúa em bỏ lại mặt đằng trong rồi. Đấy, bây giờ là em chỉ có mỗi mũi lấy cầu thôi. Đấy nhá, muốn tách cách 15 mét thì các bác phải lấy tầm 4 cầu thì ra ngoài kia các bác rủ thì nó mới được nhá các bác nhá. Chứ không là quân nó không đủ là nó sẽ bay về nhiều các bác. Đấy thì là phải lấy 4 cầu quân thì là nó sẽ được khoảng 1 cầu hoặc 2 cầu các bác ạ. Đấy, thì là em sẽ lấy 4 cầu. Đây các bác nhá, em lấy 4 cầu quân. Đấy. Lấy 4 cầu quân. Còn 2 cầu đây là tí nữa em sẽ rủ và em trả lại cho nó. Thì bây giờ là em xếp lại. Đấy. Coi cầu này có tướng hay không, cái cầu kia. Nãy là em coi là cái cầu này có tướng này các bác này, nhưng mà đây hôm nay em coi là cái cầu này có tướng này. Đây con tướng này các bác này, đấy con tướng này, đây nhá các bác nhá, con tướng to đủ chi. Đấy đây là con tướng nhá, thì là cái cầu này là có tướng nên là em sẽ để lại tại vì là cách có 15 mét nên là ong nó cũng bay về cũng rất là nhiều các bác. Đấy, thì em lấy cả 5 cầu. Rồi tí nữa em rủ xong em bỏ lại cho nó. Đây, quân. Quân đây nhiều nên để lại đây. Nhẹ hơn mới cỏ. Luôn. Đây. Đây tí nữa em rủ lại em bỏ lại 2 cầu, em chỉ để lại 2 cầu thôi các bác. Nên là bây giờ là em đấy, nó cùng một cỡ thì nó vừa. Đây nhá các bác nhá. Thì bây giờ em bê cái tổ này ra. Rồi là em rủ thì đến chiều là nó bay về đấy khoảng tầm 4 cầu. Còn lại 2 cầu. À, cái 15 mét tách gần như là vẫn được à? Cho mình tách hết chứ anh. À. Cho mình tách chứ không phải. Nhưng mà chiều có bao giờ chiều hôm về thì đằng T nhiều hơn thì là ta làm ra giấy xử lý. Chiều hôm về đằng kia nhiều hơn thì xử lý như thế nào được? Hắn về đây, hắn ở đây phải còn lại 2 cọc. À. Giờ chiều nó về bên kia ấy chứ. Đậy lấy nắp đấy, đậy luôn. Cầu này em lại mang lại và em dùng 3 cầu để tiếp đổi thôi, cái cầu có chút. À tức là chú cũ là tí mang ở đây hả? Tí là mang chú cũ lại đây hả? Không, mang cái kia ấy, mang cái mũ chú. À mũ chú. Sau đấy em trả lại cho nó 2 cầu các bác này. Trả lại nó 2 cầu.
Đấy, quân vậy là cũng vừa đủ thôi. Đây, em trả lại nó hai cò đấy các bác. Đấy nha các bác nha, quân đây nữa là vừa đủ. Khi nó về nữa là vừa đủ luôn các bác. Đấy. Tổ này là bây giờ là còn 4 cò. Và bây giờ cái cầu này thì em lại đổi cho nó một cái cầu có mổ chúa. Đây, cái tổ này có như cầu có mổ chúa này các bác này. Đây đây có cái mũ chúa này các bác nhá. Đây đây có cái mũ chúa này. Và cái cầu này cũng có một cái mũ chúa này các bác. Có nghĩa là hôm qua em đã có mục đích rồi nên em để lại đây. Cái này cũng có một cái mũ chúa nhá. Hai cái luôn. Vậy là em đã có mục đích rồi nhá các bác nhá. Bây giờ em gần đảo lại vậy cho nó cái thì em rủ em lấy cái mũ chúa. Còn bây giờ như cái cầu này là có một cái mũ chúa này các bác này. Thì ba cái mũ con thì em bố bớt đi hai cái. Có tại vì nó nở ra thì khắc hết mụn bố, hết mụn cánh rồi các bác. Đấy, vậy là bây giờ em mang em cho vào cái cổ này. Đây, cho vào tủ này các bác này. Vậy là cái tổ này là nó sẽ được hai cầu quân. Đấy. Đấy, cái cầu này bánh đây vậy nữa là nó quay về nữa là được khoảng hai cầu quân các bác. Nên em cũng đã tính toán cả rồi. Đấy, thì là những cái con nào đi làm, một số con đi làm lâu lâu là nó đã ấy rồi. Đấy. Thì là bây giờ như cái này nó nở xong nó đi giao cấu nữa là ok. Còn nếu nó không nở, nó không đi giao cấu được, bữa sau em tách cả hai tổ. Nếu em thấy mũ chúa thì em lại cho con chúa vào cái tổ này. Có nghĩa là nó mà đi giao phối khôi phối về không được thì em lại tìm cái tổ khác, em tách đôi rồi em bắt con chúa em bỏ vào tổ này, còn cho hai tổ kia lại đi giao phối thì không bao giờ nó bị ong thợ đẻ trứng các bác ạ. Nó đơn giản, rất là đơn giản như thế thôi. 8 phút mấy. Rồi đắp lưới mèo lên. Đắp này nhưng mà chưa được tiếp. Nắp ấy. Anh mô đây. Mới mà cua, tổ này mới mà cua. Sau cái video này sau cắt tiếng chưa? Hả? Cắt âm đến đâu chưa? Em để nguyên đấy. Để nguyên hả? Mới được hai tan trên xe, trên sân ấy. Mới đến đây rồi lại, trở về đến đây rồi. Bữa nay dòng chơi đằng kia nhiều quá. Trên đây nguồn đẹp nhờ. Rừng nữa. Mà các cây ở dãy thì là cây ấy đấy chú. Phải theo. Ông còn mũi theo. Đây chỗ tổ ngoài nắng chứ. Đứng lại mà.
mới đang để. Tổ này vít đẹp đó. Vít đẹp lắm. Ba cầu vít đẹp đấy chứ. Bác mà thấy video của em hữu ích thì nhấn like, nhấn đăng ký kênh và để chuông đợi video tiếp theo.